Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra tình hình sạt lở và công tác bố trí sắp xếp dân cư cho các hộ dân tại bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên. Cùng đi có đồng chí Trá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và huyện Bắc Yên. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện Bắc Yên, ngày 11 tháng 9 tại bản Ngậm xuất hiện vết nứt rộng 10 cm, dài 10 m. Đến ngày 14 tháng 9, các vết nứt mở rộng 4 m, vết sạt trượt dài khoảng 420 m. Có nhiều vị trí xuất hiện nước trên mặt lún hở, nguy cơ sạt trượt khối lượng đất đá lớn vùi lấp hết khu vực mỏ đồng và toàn bộ 108 hộ, 524 nhân khẩu của bản. Đồng chí Lò Minh Hùng cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi khảo sát vị trí dự kiến điểm bố trí sắp xếp dân cư tại khu suối cạn bản Ngậm, diện tích 7 ha, đảm bảo quy mô cho 108 hộ, cách bản cũ khoảng 3 km, có khả năng kết nối giao thông với bản Mong, xã Song Pe và bản Suối Chạn, xã Hồng Ngài, vốn đầu tư dự án khoảng 80 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra thực địa, điểm dự kiến tái định cư mới, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo huyện Bắc Yên, các xã Song Pe, Triềng Sải và Ban Quản lý Bản Ngậm. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Bắc Yên tiếp tục tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc di chuyển đến điểm an toàn, đầu tư các hạng mục cấp thiết phục vụ việc di chuyển dân ra khỏi vùng thiên tai, tiếp tục huy động, sử dụng các nguồn lực hỗ trợ nhân dân. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản khẳng định nguyên nhân sạt trượt, sạt lở tại bản Ngậm, xã Song Pe, xem xét giải quyết kiến nghị của huyện Bắc Yên về đầu tư khẩn cấp, khẩn trương trả lời để huyện triển khai thực hiện, chỉ đạo các sở ngành hướng dẫn huyện Bắc Yên việc lập thẩm định dự án.